Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, mỗi năm thì mỗi tuổi một khác. Mỗi con giáp đều có một cái vận trình khác nhau trong từng năm khác nhau. Đặc biệt, trong 3 tháng gần đây thì có rất nhiều người đến tìm gặp và nhờ Tử Thông giải đáp về những cái vận hạn của mình. Tam tai thì cũng có, thái tuế cũng có, thái bạch, la hầu, kế đô vân vân. Họ gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái công việc cũng như là trong cái cuộc sống, cũng như là chuyện tình cảm gia đình, thậm chí có những người mất rất nhiều tiền, hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người chỉ trích về những cái clip của Tử Thông nói về con giáp may mắn. Họ nói không làm mà đòi có ăn ấy, thì chỉ có ăn cái gì đó, đúng không ạ? Quý vị ạ, nói chung các cụ có câu nói không sai, không ai giàu bao họ, không ai khó ba đời. Thế nên Tử Thông vẫn thường khuyên gia chủ nên tin tưởng vào bản thân. Bên cạnh đó, cũng nên tu tâm, tích đức, hành thiện để tăng phúc, tăng tài cho mình. Khi mà chúng ta làm được nhiều việc thiện, giúp đỡ được nhiều người hơn, thì cái phúc của chúng ta cũng sẽ lớn dần lên. Đấy. Khi mà phúc lớn thì cái họa nó sẽ giảm dần xuống và dần dần biến mất. Nhưng ở đời không dễ như vậy. Mọi người vẫn còn than vãn rất là nhiều vì họ xem tử vi để cho vui, chứ chưa thực sự nghe theo và làm theo những cái điều chia sẻ của Tử Thông. Bởi vì có thể các bạn chưa thực sự tin tưởng, hoặc là các bạn đã quá bận rộn mà các bạn quên đi mất những cái điều mà Tử Thông đã chia sẻ. Và trong clip ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ về 5 con giáp gặp nhiều may mắn sẽ có tài lộc trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Nói chung là bất luận các bạn có nằm trong tam tai hay là thái tuế thì cũng mặc kệ, chỉ cần các bạn làm theo đúng 3 cái điều này thì chắc chắn đổi vận giàu sang. Bởi vì dù trong thái tuế hay là tam tai, thậm chí là cái hạn 4953 hay là gặp cái hạn sao xấu nó chiếu mệnh đi chăng nữa, thì các bạn vẫn phải làm việc, vẫn phải làm, vẫn phải ăn. Và đương nhiên các bạn cũng vẫn sẽ phải kiếm ra tiền. Bởi vì những cái năm đó thì các bạn sẽ được cát tinh chiếu mệnh. Cá biệt là những người được các sao tốt như là cái sao Thái Âm hay là sao Thái Dương nó chiếu mệnh ấy, là những cái sao tốt thì các bạn thì không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta hãy cứ suy nghĩ và làm việc một cách tích cực thì thần tài vẫn luôn ở bên cạnh các bạn và ban cho lộc lá. Nói chung ấy, tuần qua thì tôi cũng vừa gặp một bạn sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu, gặp cái hạn thái tuế. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì không những bạn ấy không làm sao cả, mà công việc thì cũng dần tốt lên, tiền kiếm thì cũng gấp đôi năm ngoái đó. Thậm chí cái sự nghiệp còn đi lên trông thấy. Như vậy là gì? Mỗi một người thì có mỗi một kiểu khác nhau. Cái điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm của chúng ta và ở cái phúc đức của chúng ta. Phúc càng lớn thì cái họa sẽ càng nhỏ, và phúc lớn dần lên ấy, thì chúng ta mới giàu sang phú quý được. Lan man thế đủ rồi đúng không quý vị? Và không nói nhiều nữa, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn đầu tiên. Đó. Ở cái tuổi đầu tiên may mắn được dự đoán là may mắn về vận trình tài lộc trong năm 2024 ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân ấy, thì thời tới cản không kịp, dòng tiền nó cứ ồ ạt chảy vào túi. Và họ là những người đón những cái tin vui liên tiếp, tin vui tới tấp về mặt tiền bạc. Những người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn trên cái phương diện sự nghiệp trong cái năm 2024. Do có nhiều cái cát tinh nó phù trợ, con giáp này hãy tin rằng chỉ cần các bạn nghiêm túc làm việc, bỏ công bỏ sức ra thì chắc chắn sẽ thu được cái kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó lại được cục diện tam hợp nó xuất hiện, nó giúp đỡ, là cái dấu hiệu cho thấy năm nay thì bản mệnh những người tuổi Thân ấy, sẽ gây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên đi đến đâu thì cũng được người khác giúp đỡ. Thậm chí các bạn còn được cấp trên hoặc là quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc cực kỳ quý giá, hoặc là những cơ hội để quý vị học tập, bồi dưỡng thêm cái kỹ năng, cái kiến thức để áp dụng vào công việc cho được thuận lợi và hanh thông, cũng như là để củng cố cái vị trí của sau này cho các bạn. Do đó, những người tuổi Thân thì không nên ngại khó khăn, không nên ngại vất vả. Nếu không ấy, vừa làm vừa phải học đó. Chỉ cần các bạn quyết tâm bỏ thời gian và bỏ công sức thì các bạn sẽ nhanh hơn người khác và sớm ngày gặt hái được cái thành quả đó. Bên cạnh đó, lại được chính quan nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó cho thấy là cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Thân ấy, cũng sẽ có những bước phát triển nhanh chóng trong cái khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ướt chân ráo bước vào một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là gì, những người đã có kinh nghiệm, thì các bạn cũng đừng ngại nêu lên cái ý kiến, cái quan điểm của mình. Có thể những cái đóng góp của các bạn sẽ giúp tập thể tìm ra cái hướng đi mới, đạt được những cái bước phát triển mới. Còn chính các bạn thì cũng gì, khẳng định được cái vị thế của bản thân. Những người làm lãnh đạo cũng nhận được cái sự tin tưởng, nể phục của nhiều người đó. Thêm nữa, lại được cái cát tinh long trì nó chiếu mệnh nữa,
nó cũng giúp cho những người tuổi Thân ấy có con đường học hành thi cử nó được phát triển thuận lợi hơn. Người chăm chỉ ôn luyện, tự tin vào vốn kiến thức của mình ấy, thì có thể phát huy đúng cái phong độ và cũng sẽ thi đỗ đạt ở vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, dù được nhiều cái yếu tố thuận lợi nó nâng đỡ, nhưng mà những người tuổi Thân ấy cũng không nên lơ là, không nên sơ suất, kẻo những cái sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Năm 2024 vẫn chịu cái tác động của năm Tam Tai năm thứ 3. Vậy nên bản mệnh vẫn cần phải chú ý hơn trong cái cách hành xử. Dù có thành công thì cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt mà tìm cách hãm hại các bạn. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Thưa quý vị, trong năm 2024, đối với các dự án quan trọng thì những người tuổi Thân cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm. Đồng thời, một khi mà đã làm ấy, thì cần cố gắng đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng, kẻo cái công lao cuối cùng thì lại biến thành cái công cốc và sẽ không thu được bất kỳ cái kết quả gì. Nói chung ấy, xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Thân ấy, thì năm 2024 cũng được nhận định cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân ấy, tương đối là sáng nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Nhiều hạng mục công việc của các bạn cũng đạt kết quả cao, hứa hẹn không chỉ tiền bạc chảy vào túi mà còn có cơ hội được cất nhắc, thăng chức, tăng lương, mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn. Với những người làm công ăn lương thì năm nay các bạn đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp cho cái tập thể, giúp mọi người tìm ra được cái hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức mà có thể thu về nhiều cái khoản lợi nhuận, lời lãi. Chính vì thế mà bạn sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và cái sự tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng, thưởng nóng là cái điều không thể thiếu. Thậm chí, một số người còn chạm tay được vào cái cơ hội tăng lương, thăng chức trong cái thời gian này. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân trong cái năm 2024, đặc biệt với những người trẻ tuổi thì sẽ dễ dàng thi đỗ vào cái công ty, vào cái doanh nghiệp trong mơ của mình và có thể thỏa thuận được cái mức lương, mức thưởng như mong muốn. Chính vì vậy mà các bạn sẽ kiếm được một khoản tiền, một cái nguồn thu nhập ổn định đảm bảo cho cuộc sống của mình trong tương lai. Các bạn cũng luôn cảm thấy tràn đầy cái động lực để cố gắng mỗi ngày giúp cho sự nghiệp phát triển một cách nhanh chóng hơn. Trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh sẽ nắm được cái xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những cái khách hàng mới. Dù phải bận rộn luôn chân luôn tay, song các bạn sẽ thu về một khoản lời lãi khả quan, thậm chí còn nhiều hơn cả những dự tính của các bạn. Nếu mà có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc là mở rộng cái quy mô làm ăn, kinh doanh thì các bạn cũng có thể là tiến hành ngay trong cái năm nay. Cái cát tinh long chỉ nó cũng sẽ đem tới cho những người tuổi Thân nhiều đối tác, nhiều bạn hàng đáng tin cậy. Và cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho các bạn thêm những cái cơ hội quý giá, nhiều trợ lực lớn lao khiến các bạn làm việc gì cũng được thuận lợi hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, lại được cục diện thiên tài nó chiếu mệnh, nó hứa hẹn những cái cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Khi mà những cái mối đầu tư tưởng chừng nằm im từ trước đó thì bỗng nhiên thời điểm này nó lại thu được cái lợi nhuận đáng kể. Một số người còn dễ trúng thưởng khi mà tham gia những trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền này trong tay thì các bạn cũng nên có cách chi tiêu một cách hợp lý. Đấy, hoặc là đầu tư một cách có kế hoạch để tiếp tục sinh lời. Còn nếu mà các bạn tiêu xài một cách hoang phí thì dù có giàu đến mấy thì các bạn cũng nhanh chóng bị cháy túi, thậm chí là phải vay mượn người khác đó. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn và giữ cái tiền bạc của mình nó được ổn định thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, đó là những người tuổi Thân đúng không ạ? Vậy thì trong những người tuổi Thân thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất? Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân và Nhâm Thân thì chúng ta cùng xét nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét là những người sinh năm 1956 là những người tuổi Bính Thân có mệnh hỏa đúng không ạ? Thì có thể thấy rằng cái năm 2024 năm Giáp Thìn ấy là một cái năm khá yên bình với những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Thời điểm này thì đa số mọi người đã được nghỉ ngơi, nghỉ hưu và không cần phải quá lo lắng nhiều đến cái sự nghiệp, đến cái tài chính đúng không ạ? Cái tài chính thì cũng đã vững và con cháu cũng đã lớn khôn rồi. Quý vị hãy luôn giữ cái suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và sống chan hòa với mọi người xung quanh. Nói chung bản mệnh sẽ cảm nhận được rất nhiều cái niềm vui. Để dù có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra thì tốt nhất hãy dĩ hòa vi quý, chứ đừng có chuyện bé xé ra to khiến cho bản thân trở nên mệt mỏi, tiêu cực. Đó. Nếu mà có tiền trong túi thì gia chủ cũng cần phải biết chi tiêu, tiết kiệm và chớ nghe theo những cái lời dụ dỗ, rủ dê, lôi kéo của những đối tượng không quen biết. Nếu mà quá ngây thơ thì gia chủ rất có thể rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân
và dễ dẫn chuyện là mất tiền mất bạc. Đa số những người tuổi này vẫn giữ được cái sức khỏe tốt trong thời gian này. Do đó, nhiều cái thời gian rảnh rỗi thì các bạn hãy rèn luyện thể dục thể thao một cách và rèn luyện cho mình một cái lối sống khoa học, ăn uống nghỉ ngơi, chớ nên nghĩ quá sức, làm việc quá sức hoặc là suy nghĩ quá nhiều, kể lại ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Đó. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta xét là tuổi 1968 là tuổi Mậu Thân. Thưa quý vị, những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong cái năm 2024. Mọi việc đã đi vào guồng quay và tiến triển đều đặn, giúp cho bản mệnh tránh được những cái nhiều cái mối lo, thậm chí là có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến cái sức khỏe và những người thân yêu của mình. Trên phương diện sự nghiệp nhìn chung ấy, thì gia chủ là những người có kinh nghiệm phong phú nên có thể đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp quý giá cho cái tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm nay thì bản mệnh có cơ hội khẳng định được cái vị thế của bản thân và nhận được cái sự tôn trọng, cái sự kính phục, cái sự nể phục từ bạn bè, từ đồng nghiệp. Tình hình tài chính của những người tuổi Mậu Thân cũng có dấu hiệu tăng trưởng nhờ những cái khoản tiền như là thăng chức, tăng lương hoặc là nhờ những cái quyết sách đúng đắn trong cái lĩnh vực đầu tư. Gia chủ không cần phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được cái tiền chảy vào túi một cách ào ào. Cái mối quan hệ vợ chồng của những người tuổi Mậu Thân ấy, nói chung ấy, vợ chồng con gái nhìn chung thì vẫn bình yên khi mọi người biết hạ cái tôi của mình xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước những cái nguy cơ của kẻ thứ ba xuất hiện bằng cách giữ khoảng cách phù hợp với tất cả mọi người khác giới. Đó. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn thì quý vị những người tuổi Mậu Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Quý vị thân mến, nói chung ấy, năm 2024 được nhận định riêng với những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thì cần luôn giữ tinh thần quyết tâm kiên trì đến cùng nếu muốn gặt hái được cái thành công lớn lao trong cái năm 2024 này. Đó. Trên thực tế thì năm nay có rất nhiều cái cơ hội nó xuất hiện. Các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để sẵn sàng tiến về phía trước. Những người làm công ăn lương thì dễ được giới thiệu những cái cơ hội học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong năm nay. Quý vị đừng ngần ngại vất vả một thời gian vì công lao của các bạn cũng đều được đền đáp một cách xứng đáng. Khi mà trở thành những người có chuyên môn vững vàng, kỹ năng đầy đủ thì các bạn làm việc gì cũng dễ dàng hơn, thậm chí đây cũng là cái điều kiện cần nếu các bạn muốn tiếp tục phát triển trong sự nghiệp của mình. Trong thời gian này thì những người làm kinh tế, những người buôn bán kinh doanh thì sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm được tiền về đầy túi. Năm nay thì thích hợp để tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn. Tất nhiên, quá trình thực hiện hóa mục tiêu nó sẽ khó tránh khỏi những cái sự tranh chấp, những cái sự cạnh tranh từ đối thủ. Nhưng mà nếu suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực thì đó là cái động lực để các bạn tiến về phía trước. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì quan hệ vợ chồng nhìn chung cũng ổn khi mà cả hai người đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương và cân nhắc cái vấn đề thận trọng hơn. Các bạn cũng dành thêm cái thời gian cho con cái và cha mẹ để đôi bên cùng được thêm thấu hiểu lẫn nhau. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Canh Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Quý vị thân mến, năm 2024 thì những người tuổi Nhâm Thân có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, khiến cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Dù làm việc ở trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì các bạn cũng đừng ngại nêu lên cái quan điểm, cái ý kiến của mình. Có thể những cái quan điểm của các bạn sẽ được chấp nhận, đó, giúp cho tập thể đạt được cái bước phát triển lớn hơn. Cái chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều cái bước tiến triển, đó, có thể tiến hành vào cái thời điểm này nhưng mà cũng không cần phải quá vội vã. Các bạn cần phải nắm rõ tình hình thực tế cũng như là thực lực của bản thân trước khi mà tiến hành bất cứ một cái công việc gì. Như vậy thì mới tránh được đi đường vòng và những cái tổn thất không đáng có. Trên phương diện tình cảm thì những người độc thân có thể được bạn bè, được người thân giới thiệu cho những cái đối tượng khá là triển vọng. Quý vị hãy cởi mở trò chuyện với mọi người, biết đâu các bạn có thể tìm được cái người phù hợp. Còn với các cặp đôi thì nếu mà tình cảm đã chín mùi rồi thì hai bạn cũng tính đến cái chuyện xa hơn, chứ đừng ngần ngại bỏ dở lỡ những cơ hội tốt đến với mình. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Nhâm Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Còn các bác Giáp Thân 1944 thì nói chung ấy, các bác thì chủ yếu là quan tâm sức khỏe của mình thôi, đã gì ở cái tuổi về hưu rồi,
Nói chung thời gian này các bác thứ nhất là tập trung vào sức khỏe, thứ hai là gì, nói chung là tập trung vào con cháu và nghỉ ngơi và tận hưởng cái tuổi già của mình, chứ cũng không còn cái vấn đề gì mà các bác phải lo lắng về cái sự nghiệp hay công việc nữa đó. Còn với các bé mà sinh năm 2004 ấy, thì năm 2024 những người sinh năm 2004 ấy, sẽ được tiếp thêm cái cảm xúc với nhiều cái điều mới mẻ và bổ ích trong cuộc sống. Nói chung các bạn cũng sẽ học hỏi thêm được nhiều cái điều hay và làm phong phú thêm cái vốn sống cũng như cái vốn kinh nghiệm của mình. Những người tuổi này thì nên là học hỏi, học tập một cách chăm chỉ và tự tin vốn có của mình. Nói chung ấy, quý vị đừng vì lười biếng mà hoặc là ngần ngại mà bỏ qua những cơ hội học tập, bồi dưỡng cái kỹ năng hoặc là cơ hội làm việc quý giá. Nói chung ấy, những gia chủ mà càng quyết tâm, càng chăm chỉ thì lại càng nhanh tiến đến cái thành công hơn những người bạn bè cùng trang lứa. Vì thế để gia tăng cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 hoặc là 2004 ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên về vận trình tài lộc, đúng không? May mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái năm 2024 có vận trình tài lộc tăng tiến đó, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu trong năm 2024 là một con giáp cực kỳ may mắn, vừa thoát khỏi cái hạn xung thế tuế và bước sang năm 2024 thì được cục diện là Thìn Dậu nhị hợp. Vậy nên đây là một trận con giáp có bước nhảy vọt lớn lao trong công việc cũng như là trong tiền bạc, trong cuộc sống. Công việc hay tiền bạc đều gia tăng một cách mạnh mẽ, phát triển một cách không ngừng. Đó. Con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu thì có nhiều cái bước đột phá rõ rệt trong cái thời gian này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh nó phù trợ, nhưng phần lớn ấy là nhờ chính vào cái sự chăm chỉ, cái sự nỗ lực của các bạn trong suốt những năm vừa qua và không cần quản ngại khó khăn của những người tuổi Dậu. Cái cục diện nhị hợp Thìn Dậu nó cũng cho thấy các bạn luôn duy trì được cái đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn nên thường đưa ra được những quyết định đúng đắn, chính xác và nắm bắt thời cơ dẫn đầu cái xu hướng. Năm nay thì nếu có ý định thực hiện những cái dự định lớn lao thì các bạn có thể lựa chọn cái thời điểm này, thời điểm thích hợp để làm ngay. Dù là vừa bước chân hay là vào cái môi trường hay là gì, những người có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì bản mệnh cũng gây được cái ấn tượng với cấp trên và giành được thời cơ để khẳng định cái vị trí của bản thân. Thêm nữa, ở những người tuổi Dậu được chính quan nó soi chiếu là cái dấu hiệu chứng tỏ các bạn hoàn toàn xứng đáng với đủ cái năng lực để chứng minh một cái vị trí cao hơn, giúp các bạn phát huy được cái tài năng và mở rộng cái tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới cái thành công. Thưa quý vị, thêm nữa là trong cái năm 2024 lại có cát tinh tử vi, nó đem lại cái tác động tích cực giúp cho các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Dậu được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá mà còn giúp các bạn khắc phục được những khó khăn, mà còn đưa ra được cho các bạn những gợi ý cực kỳ hữu ích, giúp bạn có thể tìm ra cái phương hướng mới để phát triển bản thân. Tất nhiên không phải thời điểm nào trong năm cũng sẽ gặp được cái vạn sự như ý do tác động của hung tinh như tả phù chẳng hạn. Cái hung tinh này tuy nhỏ nhưng mà nếu mà chủ quan khinh suất thì nó sẽ có thể biến những cái cơ hội tưởng chừng như ngon ăn thành cái nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bản mệnh những người tuổi Dậu dù có đang thắng thế thì cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo hay là coi thường những người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử thì có thể biến bạn thành kẻ thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập chờ cái lúc bạn phạm sai sót để tìm cớ mà hạ bệ các bạn ngay. Trước khi quyết định bắt tay vào cái công việc nào đó thì các bạn nói chung là nhớ đánh giá cái tình hình và cân nhắc đến cái thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một cái điều gì đó hoặc là gì, hoặc là quá cả tin nghe theo những lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay thì các bạn cứ đi chậm mà chắc thì cái cơ hội thành công sẽ cao hơn là chạy theo cái xu thế của thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy cái điểm mạnh của bản thân. Nói chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì về phương diện tài lộc cũng thấy rõ cái dấu hiệu phát triển tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn so với cái thời gian trước đó. Nhiều cái cơ hội ập tới, các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần để nắm bắt, chắc chắn cái công lao của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, với những người theo đuổi con đường sự nghiệp công danh thì các bạn sẽ gặt hái được thành quả cao trong công việc.
nên thường được lãnh đạo đánh giá rất là cao. Nhờ có cái cục diện nhị hợp, thìn rộng nó tương trợ giúp đỡ và các cát tinh tử vi nó soi chiếu, bản mệnh dễ được phân công những cái nhiệm vụ quan trọng. Nếu mà hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Đấy. Nếu như tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, các bạn cũng có thể tự tin đề xuất một cái mức lương với cấp trên. Chắc chắn chẳng vị lãnh đạo nào có thể là từ chối một cái nhân viên xứng đáng như quý vị. Thêm nữa, lại được chính quan nó cho thấy những người làm lãnh đạo trong thời gian này thường đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định hơn và nhanh chóng hơn xưa. Những cái thành tích gặt hái được sẽ giúp cho những người tuổi Dậu thu về không ít những cái lợi nhuận. Các bạn không những làm giàu cho bản thân mình mà còn làm giàu cho những người tin và đi theo mình nữa. Còn với những người làm kinh tế thì các bạn được chính tài nó phù trợ, nên là gì? Nên là nhiều cái mối làm ăn, buôn bán cũng thu được cái lời lãi vượt ngoài cái dự tính. Hơn nữa, các bạn còn là những người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín, nên cái số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông. Các bạn có thể là kiếm được một cái khoản ổn định mà không cần phải quá lo lắng đến cái sự cạnh tranh từ đối thủ. Thưa quý vị, nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Dậu cũng có thể xem xét đến cái việc ký kết thêm cái hợp đồng hoặc là mở rộng quy mô buôn bán làm ăn, sản xuất kinh doanh trong cái năm nay. Có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, nhưng mà làm đến đâu thì thấy kết quả đến đó ngay. Và các bạn biết công sức của mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải đề phòng cái sức ảnh hưởng của cái hung tinh tử phù. Các bạn nên thận trọng nếu như mà có ý định bước chân vào một cái lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi cũng muốn bắt chước làm theo, bởi có thể gì đối phương có những cái lợi thế mà các bạn không thể có được. Tốt nhất, làm việc gì thì cũng cần phải có căn cứ vào cái tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp bản thân thu về được một khối lượng tiền khổng lồ đầy túi. Còn nếu mà chạy theo cái xu thế của thị trường một cách mù quáng hoặc là nghe theo những lời rủ rê thì sẽ gì đôi khi sớm ngày bị cháy túi. Đó là vận trình của những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta sẽ xét chi tiết từng tuổi Dậu nhé, xem là tuổi Dậu nào may mắn nhất, tuổi Dậu nào là gặp khó khăn nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, tuổi Dậu đầu tiên chúng ta xét là những người sinh năm 1957 là tuổi Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu có ngũ hành tương hỏa, năm 2024 thì có thể nói là một cái năm khá bình yên đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Mọi mặt cuộc sống của bản mệnh thì đều ổn định, không phải đối diện với sóng to gió lớn gì cả. Thì nhiều người ở cái độ tuổi này đã nghỉ hưu nên là không phải lo lắng quá nhiều đến cái công việc. Thậm chí nhờ vào cái vốn kiến thức và cái kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà các bạn có thể giúp đỡ cho những người khác trở thành quý nhân của một số người nào đó. Bên cạnh đó, tình hình tài chính không có biến động gì lớn. Nói chung gia chủ vẫn duy trì được cái mức sống ổn định, có của ăn của để. Nói chung không phải suy tính quá nhiều trước khi mà mua sắm. Tuy nhiên, nếu mà cầm tiền trong tay thì bản mệnh cũng có những phương án gửi tiết kiệm hoặc là giữ cho kỹ, đừng để kẻ xấu lừa gạt khiến cho công danh, công sức bao năm cũng đổ sông đổ bể, đúng không ạ? Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Đinh Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Tiếp theo, tuổi thứ hai mà chúng ta xét đó là những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thưa quý vị, những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cũng phải trải qua một năm 2024 không có nhiều cái biến động. Nói chung gia chủ vẫn có cách hành xử, nói năng điềm đạm nên tạo dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, tránh được những cái tranh chấp, những cái mâu thuẫn không đáng có. Bên cạnh đó, phương diện sự nghiệp thì phát triển ổn định. Gia chủ là những người giàu kinh nghiệm nên đưa ra được những quyết định chính xác, giúp cho tập thể. Nói chung nếu mà làm lãnh đạo thì gia chủ cũng thường nhận được cái sự tôn trọng và nể phục của cấp trên, của cấp dưới và nhân viên của mình. Bên cạnh đó thì tình hình tài chính phát triển rực rỡ khi mà gia chủ liên tiếp nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc là gì? Nhận được tiền lời lãi mà không tốn quá nhiều cái công sức. Nói chung bản mệnh kiếm tiền dựa vào cái công sức của mình là chính. Nên có thể là yên tâm hưởng thụ, không phải lo bị ai chiếm đoạt. Tuy nhiên trong gia đình ấy, thì bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình, chớ đưa ra những cái ý kiến áp đặt với người khác. Trước khi mở ra lệnh thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân. Như vậy thì bầu không khí gia đình nó sẽ trở nên hòa thuận hơn, yên ấm hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981. Kính thưa quý vị,
Những người sinh năm 1981 hãy cố gắng hết sức mình trong mọi việc. Như vậy thì công sức của các bạn cũng sẽ không bị uổng phí. Trên phương diện sự nghiệp thì cũng đừng ngại đổi mới bản thân và học hỏi thêm những cái kỹ năng mới, những cái kiến thức mới. Có thể trong quá trình đó các bạn sẽ khám phá được thêm những cái điểm mạnh của mình, tìm ra cái hướng đi mới trong công việc. Bên cạnh đó, tình hình tài chính thì ổn định. Nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì không thiếu các khoản thưởng nóng, lương hậu hĩnh. Với những người làm kinh tế, buôn bán, làm ăn tự do thì do đã khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường nên các bạn kiếm được một khoản tiền, nói chung là ngày một được tăng tiến. Nếu mà có tiền trong tay thì các bạn cũng nên suy nghĩ mở rộng cái thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh của mình, đầu tư vào một vài cái lĩnh vực khác. Cái mối quan hệ tình cảm vợ chồng trong thời gian này nó cũng thiên về cái sự ổn định. Các bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm đến những người thân, bạn bè, chứ đừng dành hết thời gian hoặc là cái tâm trạng cho cái sự nghiệp. Mỗi ngày, dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ mọi người thân. Việc đó có tác dụng gắn kết cái tình cảm của gia đình đó. Vì thế, để gia tăng cái may mắn hạnh phúc cho mình thì những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ tư là những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Những người tuổi Quý Dậu có một cái năm 2024 khá là thuận lợi để phát triển cái sự nghiệp và tài chính. Các bạn vẫn còn trẻ, vì vậy đừng ngại cống hiến cái sức lao động của mình. Cái sự cố gắng của các bạn sẽ được ghi nhận và mở ra nhiều cái cơ hội trong tương lai. Bản mệnh cũng đừng ngại thể hiện cái quan điểm, cái ý kiến của mình trong tập thể. Nhiều khả năng cao các bạn sẽ nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Thêm vào đó, đừng có ngại thử thách bản thân ở những cái lĩnh vực mới. Bởi dù thành công hay là thất bại thì các bạn cũng sẽ có thêm được những cái bài học, kinh nghiệm quý giá. Đó. Cái việc kiếm tiền nhìn chung khá thuận lợi. Dù có thể các bạn chưa thu được cái khoản lời lãi dư giả như dự kiến, nhưng các bạn vẫn còn trẻ. Vì thế hãy chăm chỉ học thêm những cái kiến thức mới từ sách vở hoặc là từ những cái người đi trước. Như vậy thì sẽ tránh được nhiều cái nguy cơ và nhận ra nhiều cái cơ hội đến với mình. Trên phương diện tình cảm thì những người đã lập gia đình cần phải chung thủy với nửa kia của mình. Đừng vì một chút ham vui mà đánh mất đi cái hạnh phúc mình đã có. Còn những người còn độc thân thì nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Đừng để lỡ mất các mối lương duyên. Một số cặp đôi trong thời gian này cũng đón nhiều cái tin vui về chuyện con cái đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người sinh năm 2005. Nói chung ấy, các bạn trẻ sinh năm 2005 ấy, không gặp phải cái vấn đề khó khăn trong năm 2024. Vì vậy các bạn hãy tự tin làm những điều mà mình cho là đúng. Va vấp trên đường đời không tránh khỏi, xong nhờ thế mà sẽ giúp gia chủ trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và có được những cái bài học quý giá trong cái thời gian về sau. Quý vị hãy dành thời gian cho việc học hành, đấy, không hạn chế ở bất cứ cái lĩnh vực nào. Các bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều cái kiến thức hữu ích áp dụng cho cái tương lai của mình. Đồng thời, nếu mà có cơ hội thì các bạn cũng đừng từ chối những công việc làm thêm. Cho dù nó áp lực một chút, vất vả một chút, xong các bạn cũng rèn luyện được nhiều cái kỹ năng cần thiết cho cái sự nghiệp về sau này. Bên cạnh đó, tình hình tài chính thì nhìn chung cũng ở mức ổn định. Đa số mọi người vẫn phụ thuộc vào phần trợ cấp nhiều của gia đình. Vậy nên là hãy có cách chi tiêu một cách hợp lý, tiết kiệm, chớ có đua đòi chạy theo cái xu thế của thị trường đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì trong thời gian này những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai về vận trình tài lộc. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba về vận trình tài lộc mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái thời gian này không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi thì là có những cái cú bật lội ngược dòng. Đấy, tiền bạc nó có nhảy vọt vào túi, sự nghiệp thì thăng hoa một cách bất ngờ, bất chấp cái khó khăn chung cùng diện hình thái tuế. Đó. Thưa quý vị, có thể nói rằng năm nay là một cái năm cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Mùi, đặc biệt là trên cái phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được cái điểm mạnh của mình trong công việc nên là có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào những cái cơ hội cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. Năm nay thì có cái chính ấn nó soi chiếu và có cả chính quan nó phù trợ nên sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh sự nghiệp. Nói chung ấy, những người tuổi Mùi vốn là những người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao nên một khi mà đã được giao cho cái nhiệm vụ gì thì sẽ cố gắng hoàn thành một cách đến cùng. Tất nhiên, trong quá trình làm việc thì không tránh khỏi những cái va vấp. Nhưng các bạn không nghĩ đến việc bỏ cuộc, tinh thần quyết tâm cao và tích cực,
không những giúp cho các bạn đạt được những cái mục tiêu đề ra mà còn truyền cái cảm hứng cho các bạn và mọi người xung quanh. Hơn nữa, cái cát tinh thiên đức nó cũng báo hiệu quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, giúp các bạn gì lúc các bạn cần nhất. Chỉ cần các bạn gì có một cái hướng đi phù hợp để vượt qua cái khó khăn này. Nói chung năm 2024 sẽ là một cái năm đem tới cho những người tuổi Mùi cái cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với cái năng lực của chính các bạn. Khi mà được cấp trên hoặc là được đồng nghiệp đề bạt hoặc là tiến cử thì các bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những cái gì mà xứng đáng thuộc về mình, cố gắng làm việc thật tốt hơn nữa để đem lại cái lợi ích cho tập thể, chính là cái cách báo đáp mọi người xung quanh đó một cách đúng đắn nhất. Còn với những người mà tuổi Mùi, đặc biệt là 2003 quý Mùi mới chập chững bước vào đời, thì một công việc mới hoặc là một cái môi trường làm việc mới nhờ cái chịu tác động của tích cực của sao Thiếu Âm, nên là các bạn luôn duy trì được cái tinh thần lạc quan, tích cực, tự tin nói lên những cái suy nghĩ của mình. Những cái quan điểm mới mẻ của những người trẻ tuổi cũng sẽ giúp các bạn gây được ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp cho tập thể tìm ra cái hướng đi phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Nhìn chung cái thời điểm này thì bản mệnh hãy gì dũng cảm làm những cái điều mà mình cho là đúng. Chỉ cần các bạn có lòng quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ các bạn. Hơn nữa, cái thời điểm này thì tiểu nhân lùi bước, các bạn không còn phải quá đề phòng với mọi người xung quanh. Ai đến với các bạn cũng là những người có thiện ý. Các bạn sẽ gì phát triển cực kỳ là nhanh chóng trong cái bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ môi trường nào. Cốt là các bạn gì không dễ dàng thỏa mãn với những gì mà mình đã đạt được và không bị ngủ quên trên chiến thắng. Thưa quý vị, nói chung ấy, về vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong năm 2024 ấy, cũng không quá nhanh, không quá mạnh, nhưng mà bền vững và tích lũy ổn định trong cái năm này. Dù các bạn làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, làm trong nghề gì đi chăng nữa, tự làm chủ hay là đi làm thuê, thì các bạn vẫn giữ được cái vị trí mà mình mong muốn. Chỉ cần các bạn bỏ công bỏ sức ra là sẽ có những cái thành quả xứng đáng. Còn với những người làm công ăn lương thì cái cục diện chính ấn và thiên ấn nó cho thấy các bạn hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao. Mà như vậy thì các bạn sẽ chắc chắn nhận được những khoản tiền không hề ít. Và tiền hoa hồng, tiền thưởng nóng, đúng không ạ? Cấp trên cũng sẽ sẵn sàng tin tưởng cho các bạn, đấy, cho những nhân viên cẩn mẫn như các bạn và giao cho những cái trọng trách quan trọng hơn. Nếu mà tin tưởng vào bản thân mình và những gì mình đã gặt hái được cho cái tập thể thì các bạn cũng có thể mạnh dạn và chủ động đề bạt cái mức lương mà mình mong muốn với cấp trên, khả năng cao sẽ được chấp nhận. Nói chung ấy, chẳng ai lại không muốn giữ một cái người mà mang lại nhiều cái giá trị cho cái tập thể, cho công ty. Đó. Còn với những người làm kinh tế thì cát tinh thiên đức nó cũng sẽ giúp bạn hóa giải được nhiều cái khó khăn khi mà gặp phải trên con đường làm giàu của mình. Quý nhân thì luôn xuất hiện những cái lúc mà các bạn cần nhất, cứu các bạn thoát khỏi một cái bàn thua trông thấy. Con giáp này gì nói chung là cởi mở, tốt tính, nên là xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Các bạn không những tìm được những cái đối tác phù hợp, cùng chung cái ý chí, cùng chung cái chí hướng, mà còn gì được những người khác giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng trong tương lai. Và năm 2024 nó Giáp Thìn là cái thời điểm thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng quy mô rộng lớn đó, hoặc là nói chung ấy thử và các bạn sẽ thực hiện hóa được các kế hoạch mình đã đặt ra từ trước. Chỉ cần các bạn chấp nhận vất vả một thời gian, bôn ba một chút thì mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo và đồng tiền chảy vào túi một cách nhanh chóng hơn. Ở trong thời gian này thì những người làm lãnh đạo sẽ giữ cho mình một cái đầu óc thật tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén, nên dễ đưa ra những quyết định đúng đắn đem về cái lợi ích cho cái tập thể. Các bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mình mà còn làm giàu cho cả những người tin và đi theo mình nữa. Khi đồng tiền dư giả trong túi thì cát tinh thiếu âm nó khuyên các bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần các bạn tốt bụng giúp đỡ những người khác một cách không tính toán thì đến một lúc nào đó các bạn cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thậm chí là trong quá trình làm từ thiện các bạn cũng có cơ hội kết thân với quý nhân hoặc là gì với những cái đối tác lớn đầy triển vọng. Và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Tiếp theo thì chúng ta cùng xét xem trong các những người tuổi Mùi này tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất, đúng không? Thì tuổi Mùi bao gồm tuổi Ất Mùi 1955, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi. Đó, chúng ta cùng xét các tuổi này nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người sinh năm 1955 tuổi Ất Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy,
trong năm 2024 thì những người tuổi Ất Mùi sẽ là một cái năm mà khá là bình yên với những người tuổi Ất Mùi. Bản mệnh cũng đã khá cao tuổi nên là biết hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Sống chân hòa và với mọi người xung quanh, không còn tranh đoạt với những cái người ngoài xã hội nữa. Nói chung ấy, cái vận trình tài lộc thì cũng ổn định. Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền tiết kiệm trong suốt thời gian 5 tháng tuổi trẻ cũng sẽ giúp cho gia chủ có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần phải phụ thuộc vào con cái nhiều. Gia chủ có thể dùng cái khoản tiền này để chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Trong gia đình thì gia chủ luôn đặt niềm tin vào con cháu nên là không đưa ra những cái ý kiến ép buộc người khác phải nghe theo mình. Gia đình thì luôn đầm ấm, con cháu thì biết kính trên nhường dưới. Nhìn chung là không có gì phải đáng lo. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi Ất Mùi 1955 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo, tuổi Mùi thứ hai mà chúng ta xét đó là những người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi. Những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng được trải qua một cái năm bình yên, không có nhiều sóng gió. Còn với những người vẫn còn đang công tác thì nhờ vào cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình mà bản mệnh thường đưa ra được những cái quyết sách đúng đắn, không chỉ giúp cho sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định mà còn đưa ra những cái lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh. Những người làm kinh tế thì cũng đã khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường nên là duy trì được cái lượng khách hàng tương đối là ổn định, không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí trong cái năm 2024 ấy, gia chủ còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu thêm cho gia chủ những cái cơ hội làm việc, cơ hội làm ăn. Nếu nắm bắt được thì có thể sẽ thu về được những lợi nhuận dư giả. Bên cạnh đó, gia đình bản mệnh cũng sẽ duy trì được cái bầu không khí yên ấm. Vợ chồng thì luôn quan tâm và lo lắng cho nhau trên mọi mặt của cuộc sống. Kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thắm thiết. Và con cái đôi khi cũng sẽ khó tránh khỏi được những lo lắng. Nhưng mà quý vị cũng không nên lo lắng quá, kệ cho nó. Chúng ta chỉ định hướng cho họ rồi sớm muộn gì sẽ đâu sẽ vào đó thôi. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân nhé. Tiếp theo tuổi thứ ba chúng ta xét là tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Kính thưa quý vị, những gia chủ sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi ấy, thì năm 2024 có thể sẽ là một cái năm phát triển mạnh mẽ đối với những người sinh năm 1979 này. Đấy. Gia chủ sẽ tìm được cái cơ hội để phát huy cái năng lực của mình, nên là có thể là gì? Khiến cho lãnh đạo phải nhìn nhận bằng cái ánh mắt khác xưa rất là nhiều. Cơ hội thăng tiến hoặc là tuyên dương, khen thưởng nó ập đến khiến cho gia chủ cực kỳ là vui sướng, vui mừng. Xong đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng, hãy tiếp tục cố gắng không ngừng nữa để tiến về phía trước. Bên cạnh đó, cái sự nghiệp thuận lợi nó cũng kéo theo cái tài lộc được tăng tiến một cách rõ rệt. Những người làm công lẫn lương ấy, thì cũng dễ được thăng quan tiến chức, đấy, được tăng lương tăng thưởng. Còn những khoản thưởng nóng, hoa hồng lại càng không thể thiếu. Những người làm kinh tế thì thu được những cái lợi nhuận ổn định do là công việc đã vào guồng. Các bạn thậm chí còn mở rộng được thêm cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Đó. Trong thời gian này thì vợ chồng hòa thuận, đôi bên thì dần thấu hiểu và thông cảm nhiều hơn cho nhau trong những khó khăn của nhau. Nên dần dần những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp thì cũng gì nó cũng giảm xuống hẳn. Và hai người cùng cổ vũ nhau làm ăn, phát triển cái sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Dù có khó khăn hay là vất vả, trắc trở thế nào đi chăng nữa thì đôi bên vẫn cùng nhau gì cáng đáng, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng gạn. Đó. Vậy nên những người tuổi Kỷ Mùi để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi 1991 là tuổi Tân Mùi. Quý vị thân mến, nhiều cơ hội phát triển cái sự nghiệp nó sẽ đến với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong cái năm 2024 này. Các bạn đã mạnh dạn hơn trong cái việc thể hiện cái quan điểm của bản thân nên dễ nhận được cái sự chú ý của quý nhân. Nhiều cơ hội công tác, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng sẽ đến với các bạn. Đừng ngại khó khăn, đừng ngại vất vả. Mọi công sức mà các bạn có được ấy, rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Tình hình tài chính thì cũng không có gì đáng lo với những người tuổi Tân Mùi. Những người làm ăn kinh doanh thì tìm ra cái hướng đi phù hợp cho bản thân mình nên là tiền nó nhảy vào túi cứ ào ào. Dù đôi khi đối thủ cạnh tranh cũng hơi là gay gắt, sẽ khiến các bạn căng thẳng. Xong, chỉ cần các bạn phát huy cái điểm mạnh của mình thì dần dần các bạn có thể là gì? Vượt lên trên tất cả. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm cũng có đón nhiều cái tin vui. Khi mà những người độc thân ấy, thì không còn bị ám ảnh bởi những cái nỗi buồn trong quá khứ nữa. Các bạn đã dần dần mở lòng mình hơn với những người xung quanh, với những người chân thành với mình. Trong khi đó, những người đã lập gia đình ấy,
thì các bạn có thể là nhận thêm những tin vui, đón thêm những cái thành viên mới. Còn trẻ là còn động lực để vợ chồng thì cố gắng mỗi ngày xây dựng cái mối gia đình ấm áp, hòa thuận và đầy đủ hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Thưa quý vị, những người sinh năm 2003 vẫn còn trẻ. Năm này thì gia chủ có thể học hỏi thêm được nhiều cái kiến thức, nhiều cái kỹ năng mới để áp dụng cho cái công việc về sau. Nói chung ấy, các bạn cũng sẽ kết giao được thêm với nhiều cái người bạn tốt và đôi bên cùng hỗ trợ nhau trong công việc. Nhờ thế mà cái thành tích học tập cũng như là cái thành tích làm việc cũng được gì? Cũng được nâng cao. Một cách đáng kể, quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp các bạn được tiếp xúc với nhiều cái cơ hội rèn luyện kỹ năng. Về tình hình tài chính thì nhìn chung cũng khá là ổn định. Đa số những người tuổi này vẫn sống phụ thuộc vào phụ cấp của bố mẹ. Song nhờ cái sự chi tiêu có kế hoạch và nhờ cái sự chăm chỉ đi làm thêm nên ấy là cái mức sống nó cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Đó, quý vị có thể vừa làm thêm lại vừa đi học hoặc là gì, làm thêm những công việc bên ngoài để hỗ trợ phần nào đó cho cha mẹ. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm may mắn thì những người tuổi Quý Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Đó, đó là con giáp thứ 3 là những người tuổi Mùi. Tiếp theo con giáp thứ tư mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn về có cái vận may tài lộc trong năm 2024 thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ. À, quý vị thân mến, sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn tuy có hơi kém sắc hơn so với năm 2023 trước đó, nhưng xét về tổng thể thì vẫn là bình ổn, không quá bi đát. Cái điểm báo tử vi nó có dự đoán là sẽ có một chút ít sóng gió trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng bản mệnh đừng có lo lắng hay sợ hãi, vì sau sóng gió, sau tất cả thì quý vị sẽ gặt hái được những cơ hội thành công lớn lao để phát triển cái sự nghiệp của mình. Cả thách thức và cơ hội sẽ song hành đấy, trong cái quá trình phát triển cái sự nghiệp của những người tuổi Tỵ. Một số người có thể gặp phải những cái nút thắt trong công việc, cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua. Tuy nhiên, cái sự giúp đỡ của các cát tinh như là Thiên Hỷ và Thiếu Dương ấy, sẽ giúp mang đến cho quý vị những cơ hội được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua được những cái khúc mắc này, đúng không? Năm nay thì những người tuổi Tỵ có thể sẽ cần tiếp nhận một số cái hạng mục và cái nội dung công việc hoàn toàn mới, phải nghiêm túc học hỏi, có thể dành thời gian để học đọc thêm những kiến thức liên quan. Điều này có thể giúp cho bạn nâng cao cái chuyên môn và mở rộng cái tầm nhìn, góp phần phát triển cái nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, lại được thiên ấn nó phù trợ, nó cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái thái độ chủ động trong cái công việc. Khi mà được trao cho cái cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng thì những đóng góp một cách chủ động sẽ giúp các bạn có được những cái gì, cái có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó sẽ nhận được cái sự quan tâm nhiều hơn. Đó. Một vấn đề không kém phần quan trọng là trong giai đoạn này thì những người tuổi Tỵ cần xử lý các mối quan hệ trong cuộc sống một cách là cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa để tránh những cái tác nhân cản trở cái công việc thăng tiến của mình. Áp lực công việc là cái điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó thì các bạn cũng gì còn có cạnh tranh về cái chức vụ hoặc cái lợi ích cá nhân trong tập thể. Bản mệnh cũng nên có cái sự đề phòng cần thiết, hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp, với bạn bè để duy trì cái bầu không khí làm việc nó được lành mạnh hơn. Đặc biệt đối với những người tuổi Tỵ như là tuổi Kỷ Tỵ, tuổi Đinh Tỵ ấy, thì năm 2024 là một cái thời điểm vàng để phát triển cái sự nghiệp. Nên quý vị cần phải chú ý nắm bắt được cái cơ hội và thể hiện được cái bản thân một cách thật tốt thì rất có thể sẽ tiến một bước lên một cái tầm cao mới. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có khả quan nhưng mà các bạn cũng nên giữ một cái thái độ khiêm tốn. Quá tự mãn và khoe khoang về cái địa vị cao ấy có thể khơi dậy cái sự ganh ghét của kẻ tiểu nhân, dẫn đến là cái việc gì ngã từ trên cao xuống, không tốt cho cái sự nghiệp sau này. Vì vậy, những người tuổi Tỵ phải luôn duy trì cái phong cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ cái nguyên tắc biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thưa quý vị, bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng không thể không nhắc đến những cái tác động của những cái khó khăn. Đó, tác động từ cái hung tinh thiên không, nó khiến cho tâm tính của quý vị trở nên bế tắc, trở nên thất thường. Đó, đôi khi tự mình làm khó mình. Những cái biến cố nhỏ sẽ khiến cho vận mệnh của bản thân nó bị thêm thăng trầm. Đấy, những người tuổi Tỵ vẫn phải dựa vào cái nỗ lực của bản thân, chăm chỉ từng bước một.
Chỉ có như vậy thì mới dễ gặt hái được những thành công. Thưa quý vị, còn đối với những người làm doanh nghiệp, đối với công ty hay là kinh doanh ấy, thì năm nay đương số là nói chung là tương đối ổn định. Tuy nhiên, gia chủ cũng cần phải chú ý đến các chi tiết về ký kết hợp đồng văn bản để không bị người khác gài bẫy hoặc dẫn đến tranh chấp về sau, để công việc làm ăn nó thêm thuận lợi, hanh thông. Nói chung ấy, trong thời gian này thì các bạn nên để tích cực xây dựng cái danh tiếng, tiếng tốt, vun vén các mối quan hệ hợp tác hiện tại, nhưng cũng không quên chăm sóc những cái khách hàng cũ. Thưa quý vị, dù có thách thức hay là sóng gió nó ập đến, thì chỉ cần những người tuổi Tỵ kiềm chế được cái cảm xúc, giữ được cái bình tĩnh trước những cái thách thức trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cái cơ hội tốt để phát triển, thì vẫn tìm ra cái hướng đi cho riêng mình. Phương diện tài lộc của những người tuổi Tỵ trong năm 2024 cũng được dự đoán là có cả thăng cả trầm, vẫn sẽ có không ít những cơ hội để bản mệnh làm giàu, đấy, làm giàu cái túi tiền của mình. Nhưng mà cũng vẫn tồn tại không ít những cái rủi ro nó tiềm ẩn, có thể khiến các bạn mất một cái khoản không hề nhỏ. Nói về những thuận lợi trước hết thì những người tuổi Tỵ có cơ hội đón thêm cái nguồn thu nhập mới. Những cái khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản tiền đầu tư, tiền lãi, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu, vân vân. Các bạn cũng có thể sẽ được giúp đỡ một tay hoặc là được quý nhân mách nước cho những cái thông tin quý giá. Tuy nhiên, do cái vận may của các bạn khá yếu nên là vẫn cần phải thận trọng hơn trong việc đầu tư, nhất là khi mà tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Với những người làm công ăn lương ấy, duy trì cái chất lượng công việc ổn định sẽ giúp cho các bạn đảm bảo được cái thu nhập đều đặn. Nói chung ấy, khi làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm được một cái khoản từ những tiền thưởng, tiền hoa hồng của cấp trên. Tuy nhiên, năm nay các bạn cũng được khuyên là cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào những cái công việc kinh doanh tay trái hoặc là đầu tư. Bởi vì ngay cả khi mà các bạn bỏ nhiều công sức và tiền bạc ở cái giai đoạn đầu ấy, thì các bạn vẫn sẽ có gặp một đôi chút khó khăn và khó có thể thu được một cái lợi nhuận như mong muốn ở cái giai đoạn về sau. Thậm chí là có người còn xui xẻo để còn mất hết cả tiền gốc lẫn tiền lời. Thì đây chắc chắn không phải là cái kết quả mà những người tuổi Tỵ mong muốn. Còn với những người làm ăn kinh doanh thì do ảnh hưởng của các cát tinh xấu như là kiếp tài nó chiếu mệnh, con đường kiếm tiền của bản mệnh cũng sẽ rơi vào cái chuyện gập ghềnh vào cái năm Giáp Thìn này. Lợi nhuận có phần là sụt giảm, nếu không vì đối thủ cạnh tranh gay gắt thì cũng bởi cái thị trường nó biến động mạnh khiến cho bản thân không theo kịp. Đặc biệt với những người tuổi Tỵ mà thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính thì có thể gì bị tổn thất nghiêm trọng cho cái chuyện đầu tư không đúng cách. Vì vậy trong năm nay thì các bạn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thay vì là hy vọng làm giàu một cách là nhanh chóng sau một đêm hay là mơ ước đến những điều viển vông xa vời. Các bạn nên trân trọng những thành quả lao động mà mình đang có, phát triển cái thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được một khoản tiền nhiều hơn. Thì ngoài ra quý vị cũng đừng mù quáng bước vào những lĩnh vực mới mẻ trong năm nay, vì điều này sẽ mang lại cái rủi ro rất là lớn, thậm chí các bạn còn có thể rơi vào những cái bẫy của kẻ tiểu nhân, của kẻ lừa đảo đấy đã giăng ra sẵn. Nếu trong tay mà có nhiều tiền thì cũng nên gửi tiết kiệm vào ngân hàng, lãi suất tuy thấp nhưng mà gì chắc ăn hơn đó. Và cái phương pháp này nó cũng không gây ra bất kỳ cái tổn thất nào mà còn có thể nhận được một cái khoản thu nhập ổn định hàng tháng đó. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn, thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tỵ thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta cùng xét tiếp chi tiết từng tuổi Tỵ xem là con giáp nào may mắn và có những cái điều gì cần phải lưu ý để quý vị có một năm tài lộc như ý, hạnh phúc dồi dào. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thì với những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ấy, những người đã ở độ tuổi này ấy, thì lúc này cũng đang bước vào cái giai đoạn hưu trí, trải qua quá khá nhiều là cái chuyện trong cuộc sống. Nên cái kinh nghiệm cá nhân của gia chủ thì nói chung ấy, tương đối là phong phú, không có gì có thể làm khó được gia chủ nữa. Nếu như mà gia chủ vẫn đang đương chức thì con giáp này vẫn cần phải tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo cái thu nhập, cũng là gì tránh để bản thân bị thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu thì bản tính hay làm của mình cũng khiến cho những người tuổi Tỵ không thể ngồi nhàn rỗi một chỗ được. Đấy, nên vẫn còn tìm một số công việc phù hợp hoặc là gì học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới. Về mặt tài chính thì những người tuổi Ất Tỵ cũng đã tích lũy được một cái khoản lương thưởng
và cái tiền Tết cực kỳ là hậu hĩnh. Nói chung ấy, có thể coi là có đồng ra đồng vào, tự lo được cho cuộc sống của bản thân và có thể hỗ trợ phần nào khi mà con cháu cần. Tuy nhiên ấy, thì gia chủ cũng nên học hỏi cách tận hưởng cuộc sống, đừng đặt ra quá nhiều cái áp lực cho bản thân. Nói chung gia chủ có thể là dành nhiều thời gian hơn để lo cho cái việc gia đình, trò chuyện với con cháu hoặc là gặp gỡ giao lưu với bạn bè đồng nghiệp, nên là gì, sẽ giải tỏa được tâm lý đó. Đừng cứ suốt ngày mà chuyện tiền bạc hay là quyền lực nữa đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Ất Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có vận khí khá là lý tưởng trong năm 2024 năm Tốt Thìn. Danh tiếng và uy tín trong cái sự nghiệp cũng được nâng lên một cái tầm cao mới. Đồng thời cái kinh nghiệm làm việc của các bạn cũng rất là gì phong phú và hoàn toàn có năng lực để đảm nhận mọi nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có những cái thách thức, nhưng mà từng ấy năm lăn lộn trên cái thị trường và ngoài xã hội đã trang bị cho những người này những cái bản lĩnh vững vàng để vượt qua những khó khăn, những cái chông gai. Năm 2024 thì các bạn nên lưu ý về những người hỏi vay mượn tiền đó. Nói chung ấy, quý vị cần phải chú ý và từ chối một cách khéo léo. Bằng không ấy, sau khi mượn tiền thì có thể đối phương sẽ cho các bạn một cú lừa bất ngờ. Trong năm nay thì cái sức khỏe của những người tuổi Đinh Tỵ có thể là gì? Con giáp này nên tăng cường rèn luyện thể dục thể thao. Đấy, vì thể lực của các bạn có dấu hiệu sa sút và dễ bị bệnh tật nó tấn công. Nói chung ấy, quý vị cũng nên là gì? Có một cái kế hoạch luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái sức khỏe cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch cho mình. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Đinh Tỵ 1977 ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Với những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 thì cái vận mệnh tổng thể khá là lạc quan trong năm 2024, có thể đạt được một số kết quả tốt như mong muốn về mặt nhiều mặt. Trong công việc, các bạn có thể sẽ nhận được cái sự nâng đỡ của cấp trên, đồng thời sẽ đảm nhận cái vai trò là người phụ trách một cái dự án quan trọng. Khi mà những dự án được thực hiện thành công thì các bạn chắc chắn sẽ nhận được cái hoa hồng hoặc là tiền thưởng hậu hĩnh. Cứ tích cực làm việc, chăm chỉ thì cái mục tiêu tăng lương, thăng chức chắc chắn sẽ sớm đạt được. Trong cuộc sống gia đình thì mối quan hệ vợ chồng đặc biệt tốt. Các cặp đôi thì đón thêm nhiều cái niềm vui và chuyện con cái. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ tràn ngập cái tiếng cười và hạnh phúc. Vì thế để tăng cường thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp thứ 3. Tiếp theo tuổi thứ 4 chúng ta xét đó là tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Quý vị thân mến, nói chung ấy, với những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ tràn đầy cái niềm tin và cái hy vọng vào tương lai. Nhiệt huyết đang cháy bỏng và đầy sức sống nên là cái trạng thái nói chung là tương đối tốt. Bản mệnh vô cùng xông xáo, có nhiều cái sự chuẩn bị về cả kiến thức và cả cái kỹ năng cho cái tương lai. Cũng có nhiều cái cơ hội được thăng tiến, nhân duyên thì tốt cho năm nay. Nó cho thấy luôn có những người tốt xung quanh sẵn sàng nâng đỡ cho những con giáp này. Dù thiếu kinh nghiệm nhưng mà các bạn cũng sẽ được chỉ bảo tận tình và đón một số cái cơ hội tốt, cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Đó. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tân Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Đó là những người tuổi Tỵ. Đó, con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp may mắn thứ năm trong chương trình ngày hôm nay, không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, nói chung năm 2024 cho thấy nói chung ấy, con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ có được những khởi sắc nhất định so với cái năm cũ, nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ còn tiềm ẩn không ít những cái nguy cơ. Vì thế có thể thấy rằng các bạn sẽ gặt hái được thành công hay không ấy, thì phụ thuộc rất nhiều cái yếu tố, mà quan trọng nhất là cái cách hành xử của những gia chủ tuổi Ngọ đối diện với những cái khó khăn, với những cái trắc trở và với những cái cơ hội nó sẽ đến với mình. Bên cạnh đó, được cái thiên ấn và cái tỷ kiên nó đồng thời nó hỗ trợ, nó cho thấy là trong cái thời gian này thì các bạn giữ được cái đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu mà tập trung làm việc thì các bạn có thể đưa ra được nhiều cái ý tưởng sáng tạo giúp ích cho cái việc khẳng định cái vị thế, thậm chí có thể trở thành những người dẫn đầu đấy, giúp cho tập thể tìm ra cái hướng đi mới phù hợp hơn.
Quý vị hãy luôn duy trì và cố gắng trong cái công việc, bởi cái công sức của các bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được cái phong độ của mình ấy, cuối năm các bạn sẽ không thiếu những cái cơ hội thăng chức tăng lương, nhận được cái sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, cái cát tinh phượng cát nó cũng cho thấy các mối quan hệ xã giao của các bạn nó phát triển một cách khá là tích cực. Nói chung các bạn làm quen được với nhiều đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những cái lúc mình gặp khó khăn, tìm được cái người cùng chung cái chí hướng, cùng cố gắng hướng đến cái mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của các bạn tiến triển một cách suôn sẻ hơn hẳn, thuận lợi hơn hẳn, khó khăn thì cũng không còn quá đáng sợ như thời gian trước đó nữa. Đặc biệt, cái năm 2024 nó Giáp Thìn cũng tốt cho cái việc học hành thi cử, bản mệnh nên tập trung vào cái chuyện học hành thì cũng sẽ tốt hơn. Thêm vào đó, trong năm thì có nhiều cái cơ hội thành công đến với những người tuổi Tuổi Ngọ, đúng không ạ? Xong, các bạn chớ vì thế mà trở nên kiêu ngạo hoặc là lơ là, bởi nhiều cái hung tinh vẫn còn rình rập, nó báo hiệu cái nguy cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cái hung tinh Phi Liêm và hung tinh Thiên Cẩu nó cảnh báo, cho dù các bạn gặt hái được thành công lớn lao thì cũng không nên coi thường những người khác. Nếu các bạn quá hoang hoang thì rất dễ mất lòng người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý và gây chuyện đặt điều cho các bạn, đẩy các bạn vướng vào chuyện thị phi và cướp bất công lao bấy lâu nay mà các bạn đã tốn công xây dựng. Khi vướng phải những cái rắc rối rồi thì các bạn cũng cần phải chú ý hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy nói những cái điều mà hoặc là nó có những cái hành động nó không phù hợp. Người khác có thể là lấy đó làm cái cớ để hạ bệ các bạn, gây ảnh hưởng đến cái danh tiếng của các bạn. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng gì cũng có những cái quãng thăng và quãng trầm. Nói chung ấy, do đó các bạn cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng tạo ra cơ hội khiến cho tiền bạc nó thất thoát rơi vào tay người khác. Còn với những người làm công ăn lương thì thiên ấn nó nhận thấy nếu các bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được cái vị thế của mình thì không thiếu những cơ hội được lãnh đạo trao thưởng, khen thưởng, cất nhắc lên những vị trí cao hơn, hoặc là có những cái cơ hội được tăng lương, thăng chức. Công sức của các bạn bỏ ra sẽ luôn được nhận được cái sự đền đáp một cách xứng đáng. Một số người thì thi tuyển sẽ đạt được kết quả tốt và sẽ được tuyển vào những cái nơi phù hợp với năng lực của mình. Các bạn hãy tự tin trao đổi, thỏa thuận cái mức lương hợp lý để gì giúp cho chúng ta có một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Ngọ, cái việc làm ăn của những người tuổi Ngọ ấy, nhìn chung thì khá là bình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Xong, may mắn là đương số cũng không cần phải đối diện với quá nhiều cái nguy cơ hay là rủi ro nó tiềm tàng. Tự chung lại thì tài chính cân bằng, thu chi thì cũng cân đối, tiền bạc ra vào đều đặn, đời sống vật chất thì cũng khá là rủng rỉnh. Năm 2024 là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi Ngọ khẳng định cái vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi mà vị thế của các bạn vững vàng trên cái thị trường thì cái việc tăng lượng khách hàng cũng sẽ gì ngày một đông đúc hơn và tự khắc tiền bạc chảy vào túi ngày một nhiều hơn. Vậy nên quý vị hãy luôn cẩn trọng, vì những cái hung tinh Phi Liêm và Thiên Cẩu nó vẫn luôn rình rập dự báo, báo hiệu là những cái cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Các bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu đã gài sẵn. Muốn giàu có thì cần phải gì bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng được. Ngoài ra thì các bạn cũng tránh đôi co với những người khác, đẩy mình vào cái chuyện thị phi, gây ảnh hưởng lớn đến cái danh tiếng. Với những chuyện không quá to tát thì các bạn nên chỉ bỏ là 10 bỏ qua. Đôi khi ấy, nhận thiệt về mình một chút có thể đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc và bảo vệ bản thân mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về chi tiết từng tuổi Ngọ xem tuổi nào may mắn, tuổi nào không. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những gia chủ sinh năm 1954 tuổi Giáp Ngọ. Thì cái vận trình năm 2024 của gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 khá là bình ổn khi mà bản mệnh không gặp phải nhiều cái biến cố. Gia chủ có thể là khá an nhàn và thoải mái tận hưởng cái công sức lao động của mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Trong năm nay thì gia chủ hạn chế lo chuyện bao đồng, kẻo dễ vướng vào cái chuyện thị phi. Quý vị hãy sống chan hòa với mọi người xung quanh, như vậy thì ắt sẽ được người yêu mến và kính trọng. Trong gia đình thì hãy quan tâm nhiều hơn đến những người trong gia đình của mình.
Khi lúc này thì cũng đừng nói lên những lời thiếu suy nghĩ hay là nói những lời làm tổn thương đến những người khác. Quý vị hãy trân trọng những người đi cùng mình trong suốt bao nhiêu năm vừa qua, và gia chủ sẽ thấy mình thật là người cực kỳ hạnh phúc. Thì ngoài ra, gia chủ cũng nên tránh làm việc quá lao lực, gây tổn hại đến sức khỏe. Nếu một cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa ngay, chứ kéo dài thêm mà khiến cho tình hình bệnh thêm nghiêm trọng. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình trong năm thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Kính thưa quý vị, những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ phải đối diện với đôi chút khó khăn trong năm này. Nhưng bằng cái bản lĩnh của mình ấy, cộng thêm cái sự bình tĩnh sẵn có thì gia chủ có thể nhẹ nhàng vượt qua. Với những người vẫn còn công tác thì bản mệnh cần phải nghiêm túc trong công việc, tránh lơ là tạo điều kiện cho cái kẻ tiểu nhân nó hãm hại hoặc là tìm cách gây ảnh hưởng đến cái uy tín của bản thân. Đặc biệt là những người làm lãnh đạo thì cần phải tỉnh táo đưa ra cái quyết định, chớ nên tin theo những kẻ nịnh nọt bên ngoài. Cái phương diện tài chính thì cũng chưa thực sự phát triển đó. Nhưng nhìn chung thì gia chủ vẫn có đồng ra đồng vào. Con giáp này có thể thử sức mình trong lĩnh vực mới, song không nên tin tưởng vào những cái cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống. Muốn giàu có thì cũng cần phải cố gắng bằng cái sức lực của mình thì nó mới được bền vững. Bên cạnh đó, gia đình nhìn chung thì vẫn yên ấm. Dù chuyện mâu thuẫn, ý kiến là cái điều khó tránh khỏi, song mọi người đều cố gắng thấu hiểu lẫn nhau. Bản mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn, không nên can thiệp quá sâu vào cái chuyện, những quyết định của con cái. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ hạnh phúc của mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi 1978, tuổi Mậu Ngọ. Quý vị thân mến, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ năm 2024 thì nhìn chung là một năm khá là thuận lợi may mắn với gia chủ. Gia chủ vẫn giữ được cái đầu óc tỉnh táo nên thường đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh được nhiều cái nguy cơ gây hao tốn tiền của. Những người làm ăn kinh doanh ấy, thì có thể xem xét việc mở rộng đầu tư làm ăn trong thời gian này. Tuy nhiên, mọi việc thì đều cần phải tiến hành một cách từ từ, nghe ngóng tình hình kỹ càng trước khi mà thực hiện. Nếu không ấy, dễ lầm tưởng về cái tình hình thực tế, đưa ra những quyết định sai lầm. Trong gia đình thì vợ chồng bạn đã biết hạ cái tôi của mình xuống, nên là cái số lần tranh cãi, mâu thuẫn cũng giảm đi đáng kể so với thời gian trước đó. Nói chung, gia chủ quý trọng những cái gì mà mình đang có, nên dù có bận rộn thì cũng luôn dành thời gian cho các thành viên trong gia đình, lắng nghe những lời tâm sự của mọi người xung quanh. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mậu Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo, chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Kính thưa quý vị, bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, cái vận trình của những người tuổi Canh Ngọ có nhiều cái cải thiện một cách đáng kể. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp mà các bạn sẽ làm việc gì cũng được thuận lợi hơn. Thậm chí các bạn còn quen biết được quý nhân và được đối phương giới thiệu cho những cái cơ hội hiếm có. Cái chuyện làm ăn sẽ có nhiều cái khởi sắc nếu như các bạn chịu dấn thân vào những cái điều mới mẻ ấy. Tất nhiên là quá trình khởi đầu khó tránh khỏi gặp những cái khó khăn, vất vả. Song cái điều đó sẽ giúp các bạn trở nên tài giỏi và bản lĩnh hơn. Mọi công lao của các bạn cũng sẽ gì được đền đáp một cách xứng đáng vào cái thời điểm cuối năm. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì khó tránh khỏi những cái căng thẳng, những cái áp lực. Vậy nên khuyên những người tuổi Canh Ngọ ấy, thì nên trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, nhẹ để được gì, để được nhẹ nhõm hơn. Chứ đừng có giấu mọi chuyện trong lòng. Vợ chồng trải qua nhiều sóng gió thì tình cảm nó sẽ càng khăng khít và mặn nồng hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Canh Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Đó. Thưa quý vị, những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 thì bước chân ra ngoài xã hội, vừa mới bước chân ra ngoài xã hội nên là khó tránh khỏi những cái va vấp đầu đời. Xong, các bạn đừng lấy đó làm cái lo lắng, đừng lấy đó làm cái chuyện bi quan. Những khó khăn của các bạn vấp phải ở thời điểm này sẽ giúp các bạn trở nên tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn ở trong tương lai. Nếu mà tham gia thi cử tuyển dụng trong năm nay thì quý vị hãy tự tin thể hiện cái vốn kiến thức của mình. Các bạn có thể gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng và khi mà phải hòa nhập với cái môi trường mới thì các bạn cũng sẽ lễ phép khiêm tốn, như vậy sẽ được mọi người yêu quý nhiều hơn. Đó. Vì thế, trong cái năm 2024 này, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Nhâm Ngọ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ năm.
Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tài lộc của năm con giáp may mắn nhất trong năm 2024. Đó. Và đây là năm con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Đó. Và những con giáp này sẽ có cơ hội sắm nhà, tậu xe, giàu sang phú quý trong năm 2024. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Thân, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Tỵ và 5 là những người tuổi Ngọ. Đây là năm con giáp vận khí hanh thông, tài lộc dồi dào. Đấy, dễ có cơ hội sắm nhà, tậu xe. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.